Kéo lại luôn ta. Cái đó là đồ bài tổn. Nhẹ nhàng thôi tổn. Rồi rồi. Em làm cái khung á biết không? Biết rồi. Còn 1 phút. Chuẩn bị thôi, để đi con nó có like nữa không? À, gặp thứ lầm. Lòng má gặp ngâm gì nữa. Chết mẹ chưa? Trời đủ má, BK thôi con lĩ đường thiên nhiên bang. Mẹ nó hư cái tiếng bật máu. Nữa. Đang gặp thứ lâm nha. Má bật máu đéo được. Má được cho mày kiếm một tích. Là tốn thắng vậy hả? Ơi trời, ở bên nó tắt. Động 2 gây. Nó lại đâu rồi? Còn lại là... Nó ly lại rồi, nó ly lại kìa. Thôi vậy thôi đừng chửi nó, tội nó. Thưa các anh, chúng ta đến tiếp với một trận ăn. Đâu mà đâu này, chơi năng lượng chăm. Vừa nằm là bên hình đớn. Đồ đông, đồ mày xuống lại. Đồ đông, đồ mày xuống mới hả? Đi hả? Biết thời gian nặng cũng như anh nghiệm đi hả? Ê, ê! Ở nó cầm giùm thôi sao? Kìa. Cô bắp thôi hả? Kể lên là mặt sao ta? Ủa rồi đánh xong mới vô. Ai gì là phạt định sơ. Bảo thì đúng này à. Băng thanh. Đó, ủa qua thắng rồi đúng không? Được. Qua thắng. Đánh 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 đánh. Qua nhà Phi. À, qua nhà Phi. Ăn đàm quá trời. Bản thân ăn đàm quá trời. Má lên kinh mạch hoài luôn. Lọt chặt kia đang hay đéo con này. Năm đọc chấp mà bụi bụi cơ tay. Cái này ngon hơn. Ồ, lúc em test rồi quýnh không lại đâu anh ơi. Nó đạt cảnh đau lắm. Đâu mặt chứ, mặt không được. Vừa thì chỉ vụt bão, có bóng ngoài đầu với ra bên đây. Lòi đéo quay bên kia đã làm gì vậy? Lòi mẹ, trực băng thần cũng bão cũng như con bò. Chứ sao nó cũng gặp mà, thì gặp lần cho... Lần cho thân. Ê!
Má nghĩ cái này nghĩ thua rồi. Chưa. Nó có đây đâu. Em đánh là làm gì là câu câu thấy rồi. Nào ra kiếm trước đó, đó chính đó. Nghĩ lên lần chém chém. Ồ ba. Ai đánh rồi? Nghĩa thua. Nghĩa thua, Nghĩa thua. Nghĩa cầu hơi máu nhảy vô luôn á. Canh xui. Ai gì đại này à? Linh Sơn. Linh Sơn đi chém. Hay là chúng ta không? Em mua GT tháng 5 hả? Có mình GT chưa thua à? Ờ rồi mẹ. Từ anh. Diễn bên từ từ. Phải gặp nhau hết à. Đúng rồi, phải gặp đúng rồi. Mà đâu mà cũng con năm độc mà mày gặp Nhâm My, Nhâm My khó nhà giúp mẹ. Khó nhà nè. Qua nó giúp con nè. Ai mở mít nó mày. Ủa như vô liên tập thôi mà đúng không? Chưa, nhưng tạc chưa thua. Tạc cũng qua với con thần. Bởi vì chứ mà anh tính với ai? Tính với cái nào? Tính với một, game 1 kìa. Cái gì? Game 1 kìa, nãy với chưa anh tạc hả? À, biết em. Em đọc khó nhà. Má, mình đọc hôm nay đi, phòng thủ như đó có nhiều đó. Không có chú Lâm nhiều nữa. Năm nào chẳng đi phòng thủ như đó anh. Nấu lò của coi đầu. Coi đầu như các bạn. Cái tập kèn khôn. Để mà thấy lên mặt ngay dưới là mặt không dám luôn. Có hàng đây. Cái nào? Tắt cái đó kìa. Anh mất rồi. Hả? Tắt vẫn nghe tiếng. Lọc đúng cái lọc quá hát. Thank you.
Cường Mỹ hay thắng đồ mà. Ngại ghê quá cho nên thắng thắng Thiếu Lâm ông nội. Ai đi đâu mà thắng luôn. Rồi ai muốn gì thế thắng mà kéo thời gian à? Ờ không được 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 môn nổ cũng tốt mà. Ông có con cậu bé hai đường môn nổ luôn đúng không? Mà đường môn nổ dễ quýnh á. À, ở nghe ăn thiệt. À, gặp xe dương ban. Nó đi mua thể lực đó. Nó đi mua mát nó được. Đi các quay chắc là mình nhận chích.